trở thành cầu nối giúp cộng đồng có cái nhìn lạc quan hơn về văn hóa của người Việt xưa, một nhóm các bạn trẻ đã thực hiện hàng loạt các chương trình biểu diễn, giao lưu cộng đồng nhằm tái hiện chân thực những giá trị truyền thống dân tộc. Trước tình trạng những giá trị xưa cũ và nét đẹp của văn hóa Việt Nam đang dần bị mai một trong xã hội hiện đại, một nhóm bạn trẻ đã thành lập nên Đại Nam Hội Quán. Những cái giá trị văn hóa này giống như là một cái thương hiệu quốc gia được ông bà mình đã tôi luyện từ hàng trăm hàng ngàn năm nay, thì chúng ta là tầng lớp hậu bối thì mình phải có trách nhiệm gìn giữ cũng như là phát triển nó. Thông qua sách vở và những chuyến du lịch khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, các thành viên trẻ của Đại Nam Hội Quán đã không ngừng tìm hiểu, thu thập tài liệu về cách ăn mặc, sinh hoạt và lối tiêu khiển của người xưa. Từ đó, nhóm tập hợp lại những thông tin đáng tin cậy nhất để chia sẻ với cộng đồng qua fanpage của mình. Sau gần 3 năm hoạt động tích cực, đến nay đăng tải hình ảnh, clip và bài viết về văn hóa xưa tại Đại Nam Hội Quán đã có gần 20.000 lượt theo dõi. Tâm đắc nhất là ở góc độ là các bạn rất là trẻ mà các bạn có một cái sự nghiên cứu, một cái chiều sâu, không chỉ trên phương diện rộng mà ở phương diện chiều sâu, các bạn rất là nghiên cứu rất là sâu về những cái mảng văn hóa và lễ nghi của dân tộc mình. Từ đó giúp cho anh có một cái kiến thức mà nó ngoài rộng bao quát, thì nó còn kiến thức mà nó sâu hơn ở lĩnh vực mà anh đang cần tìm hiểu tới. Không dừng lại ở các bài viết hay video clip, hội quán còn tổ chức nhiều dự án, chương trình biểu diễn, giao lưu để tái dựng những nét văn hóa ý nghĩa của người Việt như chương trình biểu diễn tái dựng lễ cưới xưa tại miền Nam, Tết miền Nam hay nhạc tài tử. Quý khán giả mua vé đầu có thể theo dõi fanpage Đại Nam Hội Quán để cập nhật lịch hoạt động và đăng ký vé tham dự workshop cùng những hoạt động ý nghĩa khác.